Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Thơi, chuyên gia nước của Enterbite Việt Nam. Ngày nay, nước ông kiềm được nhiều người quan tâm bởi tác dụng tích cực của nó đối với sức khỏe. Việc sử dụng các loại thuốc để chữa bệnh viêm đại tràng là điều bình thường. Nhưng có nhiều nguồn thông tin nổi lên rằng viêm đại tràng có thể chữa được thông qua việc uống nước ion kiềm. Vậy, việc uống nước ion kiềm có thể chữa bệnh viêm đại tràng? Hôm nay hãy cùng chuyên gia nước tìm hiểu thực hư về nước ion kiềm có tác dụng chữa bệnh viêm đại tràng như thế nào nhé. Viêm đại tràng là hiện tượng viêm nhiễm gây tổn thương ở vùng niêm mạc dạ dày với các mức độ khác nhau. Viêm đại tràng mãn tính là tình trạng tổn thương kéo dài ở niêm mạc đại tràng có kèm theo tình trạng suy giảm miễn dịch đường ruột. Viêm loét đại tràng và bệnh đại tràng được hình thành do thói quen ăn uống mất vệ sinh không đúng cách. Bệnh bắt nguồn từ viêm đường hoặc tiêu hóa cấp tính do nhiễm khuẩn đường ruột và các loại ký sinh có hại xâm nhập vào các cơ quan hệ tiêu hóa thông qua đường ăn uống. Bệnh viêm đại tràng ở giai đoạn đầu có thể không gây nguy hiểm nhưng có thể diễn biến phức tạp gây nên những căn bệnh nguy hiểm như viêm đại tràng mãn tính, viêm loét đại tràng, thậm chí có thể gây nên bệnh ung thư đại tràng. Viêm đại tràng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, công việc của con người mà còn có nguy cơ biến chứng thành các bệnh ung thư và các căn bệnh khác. Chính vì thế, việc cân bằng môi trường axit kiềm cho đại tràng, thanh lọc đại tràng là điều vô cùng cần thiết. Loại nước lọc thông thường có độ pH từ 6.4 đến 7.4, không có khả năng oxy hóa, nhưng với nước ion kiềm Kagen có độ pH dao động từ 8.5 đến 10, đây là loại nước có độ pH có khả năng tẩy rửa và thanh lọc đại tràng, loại bỏ các tế bào gốc, giúp hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã nghiên cứu và thử nghiệm bệnh lâm sàng và hiệu quả của nước ion kiềm với các bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến đường ruột, trong đó các căn bệnh viêm đại tràng cấp tính và mãn tính. Cân bằng môi trường pH ở ổ loét và khu vực xung quanh ổ loét. Nước ion kiềm được tạo ra từ các máy lọc điện giải có độ pH dao động từ 8.5 đến 10.0 và đặc biệt có giá trị ORB trừ nên có tác dụng tẩy rửa, làm sạch các tế bào chết. Nước ion kiềm có tác dụng loại bỏ các gốc tự do xung quanh màng tế bào đường ruột, giúp tăng cường oxy và chất dinh dưỡng cho tế bào, vì thế có khả năng ngăn chặn các căn bệnh ung thư do viêm đại tràng mãn tính. Đây cũng là một trong những điểm hiếm có của dòng nước này mà nước ở các máy lọc nước thông thường không có được. Độ pH của nước ion kiềm thanh lọc độc tố axit dư thừa sau quá trình trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Theo các thí nghiệm lâm sàng, nếu dư thừa lượng axit quá cao, quá sức chịu đựng có thể gây nên tình trạng máu bị đông, tắc nghẽn mao mạch, thậm chí phát sinh tai biến não, nhồi máu cơ tim. Do đó, thường xuyên uống nước ion kiềm sẽ cải thiện tình trạng tuần hoàn máu, có lợi cho cơ thể và sức khỏe. Nước điện giải ion kiềm có chứa các ion âm, khi vào đường ruột sẽ tạo lên môi trường thuận lợi cho các lợi khuẩn gram âm phát triển, tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tiêu chảy. Khi đó, lợi khuẩn phát triển tốt sẽ giúp niêm mạc đại tràng nhanh hồi phục và bảo vệ đại tràng. Nghiên cứu của nhóm sinh viên tại khoa công nghệ phòng khoa học thực phẩm của Đại học Tổng hợp University Nhật Bản đã chứng minh rằng nước kiềm có hiệu quả trong chướng bụng, là nguyên nhân gây biếng ăn và lên men đường ruột bất thường, gây tăng khí và ợ hơi. Các tác dụng này có được là nhờ nước kiềm có khả năng chống lại hiện tượng phì đại mang tràng và làm giảm lượng axit béo chuỗi ngắn, mà chúng đều là những sản phẩm chính của quá trình lên men. Canxi có trong nước kiềm khoảng 50 mg và giá trị của pH là những yếu tố đem lại cho những tác dụng này của nước kiềm. Ở một nghiên cứu khác, tiến sĩ Tetsui Hokuru, giám đốc khoa tiêu hóa Bệnh viện Quốc gia Oikura, đại diện cho Ủy ban nước kiềm, trình bày kết quả thử nghiệm lâm sàng về việc sử dụng nước ion kiềm tại Đại hội Y tế Nhật Bản lần thứ 2 năm vào ngày 2 tháng 4 năm 1999, được tổ chức 4 năm một lần. Năm 1999 có 26.000 người tham dự đại hội, trong đó có 22.300 người là bác sĩ. Các triệu chứng sau đây đã được kiểm tra trong các thử nghiệm lâm sàng: rối loạn tiêu hóa mãn tính do viêm đại tràng, viêm ruột mãn tính, táo bón, quá trình lên men đường ruột bất thường. Kết quả đối với rối loạn tiêu hóa, 25 tình nguyện viên có triệu chứng bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa được cho uống 1 lít nước trên ngày. Nước ion kiềm có độ pH là 9.5 trong 2 tuần. Kết quả như sau: 88% trong số họ cảm thấy phần nào được cải thiện, không ai có biểu hiện triệu chứng tồi tệ hơn, 52% được thấy cải thiện một phần, 24% được cải thiện, 12% được cải thiện nhiều và 12% không thấy thay đổi gì. Kết quả đối với các trường hợp táo bón, nước ion kiềm và nước
sạch đã được gửi cho 163 tình nguyện viên có những triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. Tình nguyện viên được yêu cầu uống với số lượng 500ml trên ngày trong 4 tuần. Tỷ lệ cải thiện chung ở nhóm sử dụng nước ion kiềm cao hơn đáng kể so với nhóm nước dùng nước bình thường. Nước ion kiềm có hiệu quả ở 79% các tình nguyện viên sử dụng nước kiềm so với tỷ lệ 64,9% ở nhóm nước dùng nước sạch. Tỷ lệ không hiệu quả ở nhóm sử dụng nước ion kiềm là 21% và số người tình nguyện trong khi đó ở tỷ lệ này là 35,1% ở nhóm người sử dụng nước sạch. Theo thử nghiệm lâm sàng mù đôi đối chứng cho thấy nước kiềm có hiệu quả chống lại tiêu chảy mãn tính hơn nhóm đối chứng sử dụng nước sạch. Nước kiềm có hiệu quả ở 94,1% số tình nguyện viên so với 64,7% ở nhóm đối chứng. Như vậy, nước ion kiềm rất tốt cho cơ thể chúng ta phải không các bạn? Trên đây là những thông tin chuyên gia nước Enterbike muốn chia sẻ với các bạn để biết thêm những thông tin hữu ích về nước ion kiềm, nước có tính kiềm và tác dụng của loại nước này với sức khỏe chữa bệnh vịnh viêm đại tràng như thế nào. Vì thế, hãy tập trung thói quen sử dụng thường xuyên loại nước này nhé. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích để bảo vệ sức khỏe của bạn và cùng những người thân yêu trong gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.